vua Trần Anh Tông suýt mất ngôi vì say rượu. Vào thời điểm mới lên nối ngôi, hoàng đế Trần Anh Tông hay uống rượu và đêm thường lén ra ngoài đi chơi, có lần bị ném vỡ đầu. Tuy nhường ngôi cho Anh Tông nhưng Thượng Hoàng Trần Nhân Tông không phải phó mặc tất cả cho vua. Ông vẫn để tâm xem xét mọi triều chính. Tháng 4 năm 1299, Thượng Hoàng bất ngờ ở thiên trường về kinh đô, các quan đều ra đón rước cả, nhưng vua vẫn nằm ngủ. Thượng Hoàng rất giận, lập tức trở về thiên trường, tới 2 giờ chiều, vua Trần Anh Tông mới tỉnh giấc. Cung nhân đem chuyện tâu lên, khiến nhà vua hoảng sợ. Trước hành động thành khẩn, dập đầu hối lỗi của Anh Tông, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã tha tội cho nhà vua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!